thành phố Hồ Chí Minh thu giữ gần 8.000 hộp thuốc tân dược không rõ nguồn gốc. Chuyên mục nóng trên mặt báo với góc nhìn khi chính quyền địa phương không đồng ý cho doanh nghiệp nộp phạt trả góp. Điểm du lịch nông trại của bố thu hút nhiều lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Mất 36 triệu đô la Mỹ vì quên lãnh thưởng xổ số. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 5 tháng 4, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM thông tin Đội Quản lý Thị trường số 3 đã phối hợp với các đơn vị thu giữ 7.963 hộp thuốc tân dược, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, tại điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa tại địa chỉ phường 15 quận 10. Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên cũng không có tài liệu chất lượng kèm theo, không rõ tình trạng chất lượng, không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 2,5 tỷ đồng. Theo chủ cơ sở kinh doanh, toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu gom trôi nổi tại thị trường trong nước và khi mua không có hóa đơn chứng từ, không cùng một lô hàng nên không có cơ sở để kiểm nghiệm chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hồng Thắm, sinh năm 1956, để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2014, Phan Hồng Thắm bắt đầu làm chủ hụi, thu hút đông đảo người dân ở địa phương tham gia. Thời gian đầu, Thắm vẫn chung tiền hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin của các hụi viên. Nhưng sau đó, do mất cân đối tài chính không còn khả năng chi trả, Thắm đã có hành vi gian dối, mở hàng chục dây hụi mới rồi mạo danh hụi viên. Đến tháng 3 năm 2023, Thắm tuyên bố vỡ hụi, qua đó chiếm đoạt của 60 hụi viên tại 42 dây hụi với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hồng Thắm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian truy tìm, đầu tháng 4 năm 2024, Cơ quan Công an phát hiện và tiến hành lệnh bắt tạm giam Thắm để xử lý theo luật định. Ngày 5 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ, Nguyễn Đắc Công, tội giả mạo trong công tác. Theo hồ sơ vụ án, Tấn, Thạnh và Phước là 3 trong số 11 người được hưởng thừa kế tài sản nhà tại phường 24 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và 8 người còn lại đang sinh sống ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Tấn bàn bạc với Thạnh và Phước sang tên các nhà cho 3 người đứng tên, sau đó bán lấy tiền chia 3, không chia cho những người ở nước ngoài. Tấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung là từ chối nhận di sản thừa kế tại địa chỉ 270A đường Bạch Đằng. Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công là cán bộ văn thư lưu trữ, Ủy ban nhân dân phường 6 chứng thực các giấy cam kết trên. Được Thái đưa tiền hối lộ, Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường và dùng mộc do Công trực tiếp quản lý đóng dấu. Sau khi sang tên nhà đất thành công, Thái giúp Tấn môi giới căn nhà trên cho Phạm Thị Kim Yến với giá 78 tỷ đồng. Tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên yêu cầu công an quận Bình Thạnh xử lý. Không muốn trả lại số tiền nhà đã nhận, Tấn, Thành và Phước tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân của Bình nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ở Bạc Liêu vừa có một chuyện rất thú vị và hài hước là một doanh nghiệp bị chính quyền xử phạt hành chính đã xin cho được trả góp vì quá khó khăn. Mua hàng trả góp từ điện thoại, ô tô cho đến nhà cửa ở Việt Nam bây giờ đã là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng một doanh nghiệp xin chính quyền địa phương cho được trả góp khi bị xử phạt hành chính có lẽ là chuyện lần đầu tiên được nghe đến.
Doanh nghiệp xin được đợt phạt trả góp là công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn, đơn vị chủ đầu tư khu du lịch Nhà Mát tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng công trình tiền chế nhà vệ sinh và mái che để phục vụ du khách trái phép. Việc này bị địa phương lập biên bản xử lý vi phạm và quyết định xử phạt 240 triệu đồng. Trong buổi gặp gỡ ăn sáng định kỳ của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu với doanh nghiệp mới đây, ông Ngô Xuân Pha, chủ tịch công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn, thưa với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là do tình hình kinh doanh khó khăn nên doanh nghiệp mong muốn tỉnh xem xét cho được trả góp tiền phạt. Tất nhiên là lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã không đồng ý với đề xuất này, bởi nói như chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều là việc này chưa có tiền lệ, tỉnh luôn tạo bộ điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, doanh nghiệp làm sai cũng phải xử lý để tạo sự công bằng, minh bạch trong quản lý. Còn bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng thì đi xa hơn một chút khi nhấn mạnh một chủ trương nhất quán. Việc xây dựng không đúng quy định hoặc không được phép thì nhà nước phải xử lý, chứ không thể không xử người này rồi mai mốt lại xử người khác thì không công bằng. Chung quanh việc xin nộp phạt trả góp chưa có tiền lệ ở tỉnh Bạc Liêu đồng lại hai vấn đề đáng chú ý. Một là việc xin nộp phạt trả góp với số tiền chỉ 240 triệu đồng cho thấy một thực trạng kinh doanh khó khăn ở một bộ phận lớn doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các địa phương. Hai là dù doanh nghiệp khó khăn như vậy, nhưng việc kiên quyết không tạo ra tiền lệ để tạo sự công bằng, minh bạch trong quản lý của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu là hành động rất đáng khen và ủng hộ. Có một sự trùng hợp khá thú vị là một ngày sau khi xảy ra câu chuyện xin trả góp nộp phạt, thì vào ngày 2 tháng 4, khi chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023, PAPI 2023, Bạc Liêu đã tăng lên 7 bậc để xoán ngôi dẫn đầu của Quảng Ninh. Không phải tất cả, nhưng việc Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công cũng có sự liên quan nhất định với những buổi gặp mặt, ăn sáng định kỳ của lãnh đạo địa phương này với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết những vướng mắc kiến nghị trong thời gian qua. Vâng, và chính những buổi ăn sáng như thế này, cùng với tư tưởng nhất quán, sự minh bạch, công bằng trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, mà ví dụ gần nhất là chuyện nói không với trả góp xử phạt, đã từng bước tạo ra một bộ máy công vụ làm việc văn minh, hiệu quả, làm hài lòng người dân và doanh nghiệp. Hy vọng câu chuyện của Bạc Liêu sẽ là gợi ý và động lực cho các địa phương trong cuộc đua thăng hạng chỉ số hiệu quả, quản trị và hành chính công tới đây với suy nghĩ Bạc Liêu làm được thì chúng ta làm được, thậm chí còn tốt hơn. Thưa quý vị, tại Đồng Nai có một điểm đến vô cùng hấp dẫn, đó là điểm du lịch nông trại của bố, của vợ chồng anh Đặng Phi Hoàng ở xã Bào Trâm, thành phố Long Khánh. Ban đầu chỉ muốn làm kinh tế từ trồng dưa lưới, dưa hấu, nhưng sau đó anh Hoàng đã không ngừng đổi mới sáng tạo, ấp ủ ý tưởng làm nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch. Vậy điểm đến này có gì hấp dẫn? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Cách trung tâm thành phố Long Khánh 6 km, điểm du lịch nông trại của bố, của vợ chồng anh Đặng Phi Hoàng với quy mô 11.000 m², bao gồm 4 nhà kính trồng dưa lưới, quán cà phê, vườn mận, chuồng cừu, vườn hoa và một số tiểu cảnh, tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng, đã thu hút trên 7.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Tìm hiểu ở dưới Vũng Tàu đất đỏ, với lên mạng nói mô hình này trồng cái cây ngắn ngày á, thì thu hoạch sẽ nhanh hơn và bệnh nó ít hơn. Đầu tiên là mình sẽ suy nghĩ là trồng dưa lưới, xong mà suy nghĩ là khách nếu đến dưới tham quan dưa lưới á, mà đi từ nhà đi xa mà không có chỗ nghỉ chân, xong bắt đầu mình sẽ là mở thêm cái quán cà phê, khách vừa có nước uống, chỗ nghỉ chân để hái dưa lưới. Khi đến với vườn dưa lưới sai triệu quả, du khách có thể tận tay hái và thưởng thức tại chỗ, hoặc có thể mua với giá bán từ 35.000 đồng 1 kg đến 65.000 đồng 1 kg, tận hưởng cho mình những bức hình đẹp ở nơi không gian xanh, tạo cảm giác yên bình cho khách du lịch. Lần đầu tiên em với gia đình tới cái nông trại của bố thì em cảm nhận ở đây rất là mát mẻ, không khí rất là trong lành, rất thích hợp cho gia đình bạn bè tụ tập ngày cuối tuần. Tới đây có nước uống nè, có đồ ăn đồ này kia nữa, rồi có vườn dưa lưới cho mình tham quan, rồi mình ăn thử thì mình cảm thấy rất là ngọt, rất là kiểu rất là sạch sẽ, mình rất là hài lòng khi tới đây. Anh Hoàng chia sẻ,
Nếu mô hình phát triển ổn định, gia đình sẽ mở rộng thêm diện tích nhà lưới để có thể cung cấp số lượng nhiều sản phẩm trái cây và rau sạch đến với mọi người, vừa phát triển kinh tế cho gia đình. Anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đến ai có nhu cầu học tập. Hiện tại thì trái cây trong vườn của em thì chắc cũng chỉ đủ cung cấp cho người dân đến tham quan. Còn giá sỉ thì chắc cũng chưa đủ để cung cấp sỉ cho thị trường dưa lưới trên Long Khánh này. Chủ yếu là khách tham quan mua mang về. Thì mong muốn em thì mở nông trại thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận để cho nông trại này càng ngày nó càng phát triển lớn hơn, rộng hơn, để tạo cho cái nền cho bầu trâm này nó được phát triển hơn, mọi người sẽ chú ý đến bầu trâm này hơn. Các mô hình du lịch này dù mới hình thành và phát triển gần đây nhưng đã góp phần níu chân du khách, tạo động lực mạnh mẽ cho các nhà vườn mạnh dạn chuyển đổi từ nông nghiệp thuần túy sang đầu tư phát triển du lịch. Quá nhiều điều thú vị và hấp dẫn tại điểm du lịch này đúng không ạ? Đây là một nơi thích hợp cho những ai muốn hòa hợp với thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống bình dị sau những ngày làm việc căng thẳng. Điểm đến tiếp theo cũng sẽ mang lại cho quý vị cảm giác bình dị đây ạ. Đó chính là cánh đồng lúa An Nhất, điểm đến check-in gây sốt giới trẻ thời gian gần đây. Được biết, xã An Nhất thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xưa nay chưa bao giờ được điểm tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nhưng giờ đây thì mọi thứ đã thay đổi, bà con vô cùng ấn tượng và náo nức vì hình ảnh đồng lúa chín vàng, bình yên bên con đường lúc thẳng tắp khi gấp khúc vô cùng ấn tượng. Cánh đồng lúa An Nhất thuộc xã An Nhất, đường vắng và đẹp, hai bên đường chủ yếu là cây cối, nhà cửa ở đây khá thưa thớt. Đi trên đường D55, bạn sẽ thấy cánh đồng lúa rất lớn, từ đây bạn có thể dừng lại ở bất cứ nơi nào để ngắm cảnh. Thỉnh thoảng trên những con đường đất nho nhỏ bạn sẽ bắt gặp những nông dân đang gặt lúa sớm. Mùi lúa chín thơm nồng, mùi của những gốc rạ quyện cùng mùi bùn sắp khô bao trùm lấy không gian quanh mình. Đây là nơi ngắm hoàng hôn và chụp ảnh đẹp nhất, bởi con đường nhỏ và không cao hơn đất ruộng nhiều. Hai bên đường chỉ có mương nước và không có nhà cửa nên không bị che mất tầm nhìn. Đặc biệt, con đường nhựa đen nổi bật giữa đồng lúa chín vàng lại còn uốn lượn quanh co khiến nhiều du khách vô cùng thích thú. Điểm đến tiếp theo mà Khánh Hà mời quý vị đến khám phá đó chính là hòn Móng Tay Phú Quốc, nơi sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, không gian yên tĩnh. Mặc dù chỉ là một hòn đảo nhỏ với khoảng vài hộ dân sinh sống, nhưng hòn Móng Tay lại chiếm được tình cảm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thuộc địa phận xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, hòn Móng Tay Phú Quốc hiện ra với khung cảnh đẹp tựa thiên đường. Cũng bởi vì thế mà địa điểm du lịch Phú Quốc này được mệnh danh là Mandeville thu nhỏ của Việt Nam. Nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hòn Móng Tay Phú Quốc là địa điểm du khách có thể thư giãn chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp của đại dương mênh mông với làn nước trong xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng mịn đẹp mắt. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm trên chiếc võng đông đưa, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về và tận hưởng làn gió mát từ ngoài khơi xa sau chuỗi ngày quay cuồng với bài vở và những deadline dày đặc. Hòn Móng Tay là hòn đảo đặc biệt vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn của thiên nhiên. Du khách có thể đến đây thả hồn giữa đất trời với biển trong xanh, những rặng dừa xanh mát, bãi cát trắng mịn lấp lánh. Một đặc sản chung mà bất cứ hòn đảo nào của Phú Quốc cũng sở hữu đó chính là san hô. Bãi san hô ở hòn Móng Tay chỉ cách đảo khoảng 5 phút ngồi cano. San hô ở đây mọc san sát thành một bãi khổng lồ với nhiều màu sắc rực rỡ. Hệ sinh thái san hô ở đây được xếp vào bậc nhất ở Việt Nam về độ phong phú với 17 loài cứng mềm và hải quỳ khác nhau. Những dải san hô nhiều màu sắc chắc chắn sẽ gây ấn tượng với các du khách. Hòn Móng Tay mang một vẻ đẹp thuần khiết với nước biển trong xanh màu ngọc bích và những bãi cát trắng tinh dưới hàng dừa xanh mát. Hòn đảo này đích thực là một bản tình ca của gió, trời và thiên nhiên Phú Quốc. Giữa lúc thời tiết nắng nóng như hiện nay thì khi theo dõi vẻ đẹp thuần khiết ở hòn Móng Tay với nước biển trong xanh màu ngọc bích và những bãi cát trắng tinh dưới hàng dừa xanh mát, quả thật phần nào đã xoa dịu đi cảm giác nóng bức vào thời điểm này, đúng không Khánh à? Đúng là như vậy ạ, và thời tiết nắng nóng như thế này thì đi biển là một lựa chọn quá lý tưởng. Nhắc đến du lịch biển thì không thể không nhắc tới Vũng Tàu.
Những ngày qua khi đến đây thì du khách vô cùng thích thú khi khám phá bãi Trước, hay còn gọi là bãi Tầm Dương, nằm giữa núi lớn và núi nhỏ. Nói đúng hơn thì đây là một vịnh nhỏ lặn sóng thưa quý vị. Cảnh quan thiên nhiên ở bãi Trước, ngoài núi lớn, núi nhỏ thì còn có hòn ngưu nhô hẳn ra ngoài biển, có thể coi là một kỳ quan của bãi biển này. Bãi Trước nằm ở phía tây nam của thành phố Vũng Tàu nên rất thích hợp ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển. Dọc theo bờ biển là những hàng dừa mà trước đây thường được gọi là vịnh hàng dừa. Phía bên dưới là khu công viên đầy hoa, cũng là địa điểm đi dạo, nghe tiếng sóng vỗ rì rào cũng không kém thú vị. Khi thủy triều lên thì khu vực tiếp giáp giữa công viên bãi Trước vẫn là bãi tắm khá đẹp, thu hút rất nhiều khách du lịch và người dân Vũng Tàu. Đặc biệt khi về đêm, bãi Trước là nơi tập trung các hoạt động vui chơi giải trí của du khách. Hầu như các con đường chính của Vũng Tàu đều đổ ra đây, các quán xá rực rỡ đèn màu, karaoke tấp nập. Người dân phố biển thích ca hát, dồn nhịp đèn từ chập tối cho đến nửa đêm. Nếu có thời gian, hãy lên ngọn hải đăng Vũng Tàu để nhìn xuống toàn thành phố biển Vũng Tàu lung linh sáng rực trong đêm tối. Điểm đến tiếp theo chắc chắn sẽ khiến những ai đam mê đi phượt vô cùng thích thú thưa quý vị. Nếu có dịp đến du lịch tại Cao Bằng thì du khách không thể nào bỏ qua đèo Mã Phục. Đèo Mã Phục nổi tiếng hiểm trở và khó đi nhưng cũng là điểm đến yêu thích của dân phượt thủ. Đèo Mã Phục tọa lạc ở xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đèo còn được gọi là đèo 7 tầng bởi khi chinh phục đoạn đèo này du khách sẽ phải trải qua 7 tầng dốc. Các con dốc uốn lượn lên xuống kéo dài khoảng 4 km và cao khoảng 700 m so với mặt nước biển. Đường đèo Mã Phục khá đẹp nhưng lại quanh co và gấp khúc. Chạy trên cung đường đèo, du khách sẽ tận hưởng được khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đồi núi nhấp nhô, phong cảnh nguyên sơ của núi rừng Đông Bắc và cũng không kém phần nên thơ bởi quang cảnh đồng xanh cỏ nội của những bản làng dưới thung lũng. Đặc biệt hơn, đèo Mã Phục còn được xếp vào di sản địa chất của Công viên Địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng do UNESCO công nhận. Phần tin quốc tế gây chú ý, chủ nhân từ vé số trúng giải 36 triệu đô la Mỹ ở bang Florida, nước Mỹ đã đánh mất cơ hội trở nên giàu có. Lý do là người chơi đã quên tới lãnh thưởng theo thời hạn quy định. Công ty xổ số Florida thông báo một người chơi đã mất 36 triệu đô la Mỹ do không nộp lại tờ vé số trúng thưởng trước thời hạn. Theo đó, thời hạn 180 ngày lĩnh thưởng cho kỳ quay giải xổ số Mega Millions vào tháng 8 năm 2023 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 2. Tờ vé Quickbit trúng thưởng được mua tại một cửa hàng Publix ở thành phố Jacksonville của bang Florida, Mỹ với giá 2 đô la Mỹ. Dãy số trên tờ vé được máy chọn ngẫu nhiên cho người chơi. Theo luật của bang Florida, nếu không có người tới nhận thưởng, 80% số tiền sẽ được chuyển vào quỹ khai thác dành cho giáo dục và 20% còn lại sẽ được giữ lại làm quỹ giải thưởng. Hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ thông báo khai thác chuyến bay đặc biệt vào ngày 8 tháng 4 cho hành khách trải nghiệm ngắm nhật thực toàn phần từ độ cao 9.000 m. Và trong lần đầu công bố chuyến bay chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần này, Delta Airlines đã bán hết vé trong chưa đầy 24 giờ. Delta Airlines đã lên kế hoạch cẩn thận để tàu bay đi qua quỹ đạo nhật thực nhằm mang đến cho hành khách một cái nhìn đặc quyền về cảnh tượng thiên thể. Để đảm bảo trải nghiệm tối ưu cho hành khách, Delta Airlines sử dụng tàu bay Airbus A220-300 được trang bị cửa sổ đặc biệt lớn. Trong gần 4 phút, bầu trời sẽ tối hoàn toàn khi mặt trăng đi qua phía trước mặt trời. Nhật thực tháng 4 sẽ là nhật thực toàn phần cuối cùng có thể nhìn thấy được từ Mỹ cho đến năm 2044. Tại đây, hàng triệu người quan sát bầu trời từ Texas đến Miami sẽ có cơ hội chứng kiến sự kiện thiên văn hiếm có này. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Bộ Y tế vào cuộc vụ một học sinh tử vong nghi ngộ độc ở Khánh Hòa. Chuyên mục chuyện ngày mới, nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, một người thợ mộc tại Bắc Ninh đã chế tạo chiếc xe ô tô bằng gỗ với thiết kế độc nhất vô nhị trên thị trường. Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một vấn đề đáng quan tâm về rác thải. Thưa quý vị, theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải thực phẩm là một trong số những loại bắt buộc người dân phải thực hiện phân loại tại nguồn. Thế nhưng, đáng nói, nếu như ở ngoại thành, mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ đã bắt đầu phát huy tác dụng, thì trong nội thành,
rác thực phẩm chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi, chiếm một lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình. Từ đó tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Có chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận tại Hà Nội. Là một chuyên gia về lĩnh vực môi trường nên từ lâu bà Kim Tuyến đã hình thành cho mình và người thân thói quen phân loại rác tại nguồn. Trong đó bà đặc biệt chú ý đến việc phân loại rác thực phẩm. Thế nhưng tại nơi bà sống, mặc dù đã có quy định và các hộ dân cũng được tuyên truyền nhiều lần, nhưng không phải ai cũng thực hiện phân loại như vậy bởi nhiều lý do. Phải đến 40% các gia đình là do cái ý thức của họ còn kém, cho nên họ vẫn còn vứt rác chung, với lại nói họ cũng cứ phát biểu rằng là phân loại rác xong rồi cuối cùng xuống dưới kia vẫn cho là một. Mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ không chỉ giúp giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường trên địa bàn, mà còn giúp người dân tiết kiệm được một khoản trong tưới tiêu trồng trọt. Thì ở nội thành, rác thực phẩm chủ yếu là thức ăn thừa bỏ đi chiếm một lượng lớn trong thùng rác mỗi gia đình. Thậm chí, ngay tại các khu chợ, rác thực phẩm cũng đang bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Hải sản rồi thì rau cỏ, hoa quả thối, rồi dân vứt ra bừa bãi, không đúng nơi quy định, không phân loại được. Người phân, người không thì nó cũng thế. Thế là mình cứ vứt chung. Không có quy định cụ thể, không biết vứt ở đâu và không biết xử lý như thế nào đã khiến cứ khoảng 10 tấn rác thải thì có đến hơn 1/2 là rác hữu cơ. Điều này gây nhiều nguy hại cho môi trường. Rác hữu cơ ở những cái khu chôn lấp rác không được quản lý tốt sẽ tạo ra cái nước rỉ rác. Khi mà mưa lớn thì những cái nước từ những cái khu vực chứa rác đó nó tràn ra ngoài và nguy cơ để nó ngấm xuống nước ngầm rất nghiêm trọng, và cái việc xử lý nước bị ô nhiễm hữu cơ đấy trước khi mà sử dụng là một cái chi phí cực kỳ là lớn. Khí độc hại nó bay lên, ngoài ra mình chưa nói đến là những cái hóa chất độc hại có ở trong rác. Tăng lượng rác lên một cách rất là nhiều, gây các cái chi phí để thứ nhất là vận chuyển cái khai để xử lý. Theo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân sẽ được phân loại theo 3 nhóm: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Thế nhưng hiện nay, ngay chính đơn vị thu gom cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên cô cũng đang chờ thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng, cụ thể là như các nhà máy xử lý cái chất thải thực phẩm. Mình vẫn gọi là chất thải hữu cơ. Nếu mà giờ chúng ta tuyên truyền vận động nhân dân phân loại mà chưa có cái đầu cuối, chưa có nhà máy xử lý và cũng là chở đi tất cả vận chuyển lên trên bãi phế thải sẽ lãng phí cái công sức phân loại của người dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tức là chỉ còn hơn nửa năm nữa, cả nước sẽ phải đồng loạt bắt buộc thực hiện phân loại rác tại nguồn. Thời gian không còn nhiều và việc đồng bộ để phân loại rác thành công đã trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Rác khi được phân loại sẽ trở thành tài nguyên, còn không rác sẽ chỉ là rác. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến một học sinh tử vong và hàng chục học sinh khác phải nhập viện. Chiều ngày 5 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho biết đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Công an thành phố Nha Trang và chính quyền địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 4 tại trường tiểu học Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Em học sinh sau khi ăn sáng xong vào trường thì mệt và ngất xỉu. Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và gọi trung tâm cấp cứu 115. Khi chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, học sinh đã tử vong. Trong khoảng thời gian này, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, các giáo viên tiếp tục phát hiện có thêm 16 học sinh bị đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tại trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng đóng trên địa bàn phường Vĩnh Trường, nhiều em học sinh được nhập viện với các triệu chứng tương tự. Bình thường nhưng mà lúc sau thì thấy đau bụng, muốn nôn. Có nôn không? Dạ chưa. Xong đi về nhà rồi mẹ đưa vào viện hay sao? Dạ, đi về nhà rồi mẹ đưa vào viện. Giờ tại sao? Bụng còn đau á? Dạ, đỡ hơn nhiều, đỡ hơn lúc sáng. Đây là lần thứ hai cô thông báo là nhóm là cháu cũng ăn cái món đó, bạn cũng ăn cái món đó. Thành ra là bạn nó cũng bị cấp cứu.
cứu ở trên tỉnh á, mẹ thấy mình cũng lo cho nên thành ra là xin cô về sớm để chở cháu qua bên đây luôn. Thì trong đó thì có đa phần các triệu chứng vô là vì ói, đau bụng với lại là đi lỏng. Nhưng mà triệu chứng nặng có nghĩa là đi bụng, đi cầu lỏng nhiều thì cũng chỉ có hai bé. Còn lại đa phần thì các bé có hơi đau bụng và chủ yếu là tâm lý người nhà họ lo lắng khi có những em bé mà cùng triệu chứng xuất hiện ở vào buổi sáng nay. Khi mà các bé ăn cùng với những cái đồ ăn sáng ở trước trường thì đa phần các triệu chứng thì đều là nhẹ, chưa có những cái triệu chứng nặng. Và các bé hiện tại cũng đang được xử trí với dịch truyền. Những bé thì có triệu chứng nặng thì đang xử trí với dùng kháng sinh và đang theo dõi sát về cái tình trạng mà lâm sàng, tình trạng ói, đi cầu lỏng, đau bụng của các bé. Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và đến nhà học sinh bị tử vong để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ngày 5 tháng 4, ông Nguyễn Phước Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận cơ quan công an đang làm việc với người đàn ông có hành vi đánh đập một người phụ nữ tại địa phương. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông dùng tay chân đánh đập tàn bạo. Theo nội dung clip, trong lúc hai bên giằng co giữa đường, người đàn ông đã dùng vũ lực đánh nạn nhân. Mặc dù nạn nhân liên tục van lại nhưng người đàn ông tiếp tục đánh đập. Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ phẫn nộ lên án gay gắt trước hành động của người đàn ông này. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra hôm ngày 22 tháng 3 tại xã Quế Minh, người đàn ông trong clip khai nạn nhân bị hành hung, năm nay 41 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định, mặc dù họ chưa đăng ký kết hôn nhưng đã sống với nhau như vợ chồng và có một con chung. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị một câu chuyện khá là thú vị có liên quan đến chiếc siêu xe được tạo nên từ sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ngay tới đây thôi chắc là nhiều quý vị cảm thấy rất là tò mò rồi đúng không ạ? Vậy thì chiếc xe này có hình dạng như thế nào? Quá trình sản xuất ra sao? Mời quý vị cùng đến với Bắc Ninh để gặp gỡ anh Trương Văn Đạo, chủ nhân của chiếc siêu xe có 102 này. Dựa trên bản phác thảo của trí tuệ nhân tạo, anh Trương Văn Đạo tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã lắp ráp thành công chiếc xe làm từ gỗ để phục vụ sở thích của con trai. Sau 3 tháng sản xuất, chiếc xe chính thức hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe sở hữu kiểu dáng khá độc lạ. Chiếc xe này dựa trên ý tưởng đó là từ những cái bộ phim khoa học viễn tưởng mình đã xem. Khi mà mình thiết kế ra chiếc xe này thì mình sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo của AI. Thì mình đã mô tả cho nó những cái ý tưởng của mình đã nhìn thấy đó, để nó có thể vẽ ra. Ngoài ra thì có những cái bộ bánh răng ở trên xe ấy, thì mình lấy ý tưởng là từ những cái bộ đồng hồ cơ. Nó là những cái cỗ máy mà hoạt động không ngừng nghỉ để tạo ra nguồn năng lượng những vị vĩnh cửu. Phần bánh sau có thiết kế khá to nhưng thực ra chỉ là tượng trưng. Chiếc xe di chuyển được là nhờ vào hệ thống bánh ẩn ở phía dưới kết hợp với bánh trước bằng gỗ có kích thước nhỏ hơn. Chiếc xe này thì chỉ có hai anh em mình làm thì mất trong khoảng 3 tháng. Chiếc xe này mình đã tốn của mình khoảng gần một khối gỗ pơ mu. Nguyên lý hoạt động thì như mọi người thấy thì xung quanh thì có rất là nhiều bánh răng và bộ chân để chuyển động. Nó giống như là một con voi gỗ hay là con trâu gỗ ấy, mà mọi người vẫn hay trêu là giống như là ngựa gỗ của Khổng Minh ấy. Thì thực ra thì cái phần hoạt động của chiếc xe nó nằm ở bên dưới cái ghế ngồi của mình. Tức là toàn bộ động cơ điện hay là ác quy thì mình sẽ giấu ở bên dưới đấy. Thế còn ở bên trên là có những cái bánh răng này rất là nhiều này thì mình sử dụng cái động cơ độc lập. Để chiếc xe vận hành được, anh Trương Văn Đạo phải chỉnh sửa lại đôi chút để phù hợp với chất liệu gỗ. Quy trình sản xuất cũng cực kỳ phức tạp, từ việc sử dụng máy móc trong việc cắt thô đến đục đẽo bằng thủ công. Đầu tiên là chủ yếu là tiền mình đi mua gỗ rồi nguyên vật liệu. Nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là cái công sức của anh em mình và cái chất xám mà bọn mình bỏ ra. Vì vậy thì mình cũng không biết là tính toán cái xe này nó bao nhiêu tiền cả. Ngoài ra thì tương lai thì mình cũng sẽ tiếp tục tạo ra những cái xe mà theo trí tưởng tượng của AI. Anh Đạo chia sẻ chiếc xe này chủ yếu cho con chơi, thế nên có thể chở anh và hai con một cách thoải mái. Trong tương lai, ông bố hai con dự định sẽ tiếp tục làm thêm nhiều chiếc xe bằng gỗ khác từ trí tưởng tượng của bản thân và sự giúp sức của công nghệ AI.
tuyệt vời quá Nam Cường ơi, Khánh Hà không nghĩ rằng là chế tạo từ chất liệu gỗ mà chiếc xe lại có thể di chuyển ổn định như vậy. Nhiều người còn nhận xét rằng đây là một chiếc siêu xe gỗ chưa đụng hàng hãng xe trên thế giới nào. Đúng vậy, nhiều người dùng khác trong đó có cả người nước ngoài kỳ vọng xe ô tô gỗ này sẽ được các hãng ô tô để mắt đến và đưa vào các khu triển lãm để mọi người có thể ngắm nhìn thực tế. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Nam Cường và Khánh Hà xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Khánh Hà và Nam Cường xin kính chào và hẹn gặp lại.